hiện nay thì để mua được một chiếc smartphone giá rẻ, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn. Các bạn có thể lựa chọn sản phẩm đến từ Trung Quốc giá rẻ, hoặc là có thể chọn những sản phẩm đến từ thương hiệu lớn và những sản phẩm đến từ Nhật chẳng hạn. Và hôm nay trên tay mình đây tiếp nối cái trào lưu smartphone đến từ Nhật, thì mình sẽ gửi các bạn một chiếc điện thoại giá rất là rẻ, dưới 2 triệu đồng. Chính xác là chiếc sạc Ecode Ever với tên mã là SH04G trên tay mình, thì nó có giá chỉ là 1.590.000 thôi. Nhưng chúng ta sẽ có được một chiếc máy có khả năng chống nước đến từ Nhật Bản với một thương hiệu nổi tiếng, và sản phẩm này nó sẽ dành cho nhà mạng Docomo. Thì hôm nay thì mình sẽ có bài trên tay đánh giá về chiếc sạc Ecode Ever này, để xem nó với tầm giá 1.590.000 thì nó có phải là một sản phẩm đáng mua hay không. Những chiếc điện thoại đến từ Nhật thì luôn có rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn. Đó, trên tay mình đây, các bạn thấy trên bàn của mình là 4 màu sắc, và chúng ta có màu đen, màu trắng sữa, như là màu hồng. Đó, đặc biệt cái phiên bản màu hồng thì rất là thường thấy xuất hiện trên sản phẩm đến từ Nhật. Những bạn nữ chúng ta có thể lựa chọn, trông rất là bắt mắt. Đó, ngoài ra các bạn nam chúng ta sử dụng màu đen, như màu trắng cũng như màu trắng sữa ở đây. Và các bạn thấy cái thiết kế của chiếc Sharp 04G này thì nó có cái nét gì đấy rất là giống dòng Z3 Compact đến từ Sony. Nó có một thiết kế vuông vắn, và đây là một thiết kế Omnibalance. Chúng ta có hai phần mặt phẳng ở phía trước và phía sau. Phía sau này thì sẽ được làm bằng chất liệu nhựa giả kính, và khi các bạn dùng thì nó khá là bóng bẩy, nhưng nhược điểm của nó sẽ là để lại dấu mồ hôi vân tay. Thì chúng ta sẽ có một camera chính là 13 megapixel, một đèn flash LED cũng như loa ngoại ở phía mặt sau. Và ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ có một màn hình là 5 inch. Và chúng ta biết là thương hiệu Sharp luôn nổi tiếng với những chiếc máy với thiết kế viền màn hình siêu mỏng. Thì mặc dù là một sản phẩm giá rẻ, nhưng chiếc Sharp 04G này cũng như vậy. Chúng ta sẽ có cái viền trên, viền và hai bên cạnh này rất là rẻ. Và cái phần camera thì nó sẽ tập trung vào cái phần dưới này. Chúng ta sẽ có logo Docomo ở đây. Đó, thì với màn hình 5 inch này thì các bạn cầm thì chúng ta trải nghiệm cầm nắm khá là dễ dàng. Thì kích thước của nó theo mình nghĩ là vừa đủ cầm nắm trong bàn tay, nhưng nó vẫn đủ đáp ứng khi các bạn giải trí. Đó, thì cái màn hình 5 inch này thì nó sẽ có hơi hướng, nó sẽ hơi vuông vắn một chút, thay vì nó được làm cái dạng tỷ lệ dài là 16:9 như truyền thống. Đó, thì chúng ta sẽ có độ phân giải là HD và nó sử dụng tới là TFT, nhưng mà cho cái màu sắc hiển thị vẫn rất là tốt khi các bạn trải nghiệm. Và do đây là một sản phẩm chống nước, vì vậy chúng ta thấy là ở phía trên này nó sẽ có một cổng che chắn, và cổng này thì các bạn có thể tháo ra để chúng ta lắp sim cũng có thể nhớ ở đây. Và máy nó sẽ có cổng kết nối tai nghe cũng như là cổng sạc, thì không có che đậy gì cả. Đó, mặc dù là một sản phẩm chống nước nhưng các bạn sử dụng vẫn rất là tiện lợi. Đó, về hiệu năng thì máy sẽ sử dụng con chip Qualcomm S400. Nó sẽ có 4 nhân xung nhịp là 1.2GHz, và máy sử dụng dung RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Thì thực ra đến hiện tại thì đây cũng không phải là con chip quá mạnh, nhưng với những cái tác vụ cơ bản thì nó vẫn đáp ứng rất là tốt cho mọi người. Thế này, ở tầm giá rẻ thì những sản phẩm đến từ Trung Quốc thì họ thường sẽ sử dụng con chip MediaTek. Tuy nhiên, về cái độ ổn định cũng như khả năng hỗ trợ các game ứng dụng khi các bạn chúng ta sử dụng thường ngày thì nó sẽ không thể bằng con chip Qualcomm được. Đó, với cái con chip Qualcomm S410 thì nó vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản của người dùng, và có thể chơi một số 3D với cái mức độ đồ họa ở chế độ trung bình. Một cái điểm nổi bật trên chiếc máy này không thể không nhắc tới, đó chính là cái về camera. Thì máy sẽ sử dụng camera chính là 13.1 megapixel, và camera trước phía trước ở đây là 2.1 megapixel, và camera chính của máy thì sử dụng cảm biến XMOR của Sony cho chất lượng hình ảnh khá là đẹp. Với 13 megapixel thì nó cho cái độ chi tiết rất là cao, và có rất là nhiều chế độ tính năng các bạn có thể lựa chọn trong cái phần cài đặt này. Trong cái phần camera thì trong các phần chế độ camera này thì có khá nhiều chế độ để các bạn lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn chế độ auto hoặc là chế độ chụp ảnh đen trắng ở đây. Và các bạn có thể điều chỉnh chế độ menu để điều chỉnh sâu hơn về các thông số như là ISO, cân bằng trắng. Và ngoài ra thì máy cũng có những cái chế độ như HDR để các bạn có thể chụp trong điều kiện mà ánh sáng nó phức tạp. Và chiếc máy này thì nó có pin là 2450 mAh. Đó, như vậy trên đây là tất cả những cái thông số kỹ thuật cũng như đánh giá nhanh của mình về chiếc Sharp Ecode Ever với tên mã là SH04G. Thì hiện tại sản phẩm này đang có mức giá là 1.590.000, thì đây là một chiếc máy giá khá là rẻ dưới 2 triệu hiện nay. Thì nó tiếp tục bổ sung vào cái bộ sưu tập smartphone điện từ Nhật Bản của Diện Thông Minh. Thì các bạn có thể qua những showroom của Diện Thông Minh để trải nghiệm cũng như mua sản phẩm này. Đó, thì hiện tại ở mức giá dưới 2 triệu thì ngoài chiếc SH04G này thì chúng ta còn có những lựa chọn rất là đáng giá khác như là chiếc F06e, F01f, hay những dòng sản phẩm của Fujitsu thì chúng ta có chiếc F04e. Đây đều là tất cả những sản phẩm rất là đáng mua, và các bạn có thể qua trải nghiệm cũng như sở hữu. Bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.